Xin chào tất cả anh em. Chúng ta chỉ còn khoảng đâu đó hơn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm mới Tết Nhâm Dần 2022. Mình không biết anh em như thế nào, nhưng mà với cá nhân mình hay là với những anh em mod khác thì cái thời điểm cuối năm này là một cái thời điểm nó rất là bận rộn, và chúng mình phải giải quyết rất là nhiều những cái công việc để cho nó kịp cái deadline cuối năm, để khi mà năm cũ khép lại thì tụi mình bước qua một năm mới nó tràn đầy hứng khởi hơn. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ lại với anh em về một cái ngày làm việc của mình, hay là nói cách khác là một cái ngày làm việc của một mod tinh tế vào cái thời điểm cuối năm bận rộn thì như thế nào, để cho anh em có một cái nhìn nó tổng thể hơn, nó rõ ràng và nó chi tiết hơn về công việc của một mod tinh tế trong một ngày. Ok, và video sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Anh em cũng biết là trong khoảng từ cuối tháng 11 cho đến hết tháng 1 thì chúng ta có rất là nhiều cái sự kiện của tinh tế diễn ra. Ví dụ chúng ta có tinh tế lookback nè, chúng ta có tinh tế bình chọn và chúng ta có CES. Và dĩ nhiên là với có một cái khối lượng công việc nó dày đặc như vậy thì tụi mình cũng phải có những cái trang thiết bị nó phù hợp để nó đáp ứng cái nhu cầu làm việc của tụi mình một cách nhanh chóng nhất và tốt nhất. Thì dĩ nhiên là tụi mình vẫn sẽ dùng PC, tablet, rồi điện thoại, camera, laptop các kiểu. Và trong những ngày vừa qua thì mình có mượn được một cái chiếc laptop mà mình cũng đã từng trên tay cho anh em cách đây nửa năm. Đó là chiếc LG Gram 16 inch. Một cái chiếc máy rất là thú vị. Mình muốn sử dụng nó để mình coi là trong vòng một năm vừa qua thì LG Gram 16 inch nó làm được gì. LG Gram 16 không giống như là những cái chiếc laptop 16 inch đang có trên thị trường. Thiết kế rất là mỏng, nó rất là nhẹ, nó chỉ có 1,1 kg thôi, và nó là một trong những chiếc laptop 16 inch mỏng và nhẹ nhất thế giới. Và cái cấu hình của nó thì nó cũng khác đôi chút so với chiếc laptop kia, và nó vẫn đủ cho chúng ta sử dụng trong cái nhu cầu văn phòng, trong cái nhu cầu làm việc từ vừa cho đến khá là nặng, và mình quyết định sử dụng nó. Rồi, một cái ngày làm việc của mình trên tinh tế đó thì mình đi từ nhà đến công ty, dĩ nhiên rồi. Và khi mà trong cái quá trình di chuyển đó thì mình bỏ cái chiếc laptop của mình vào ba lô, rồi mình thay cho cái chiếc máy tính chính của mình. Và trong cái quãng đường mà mình di chuyển từ nhà đến công ty á, thì có một yếu tố đầu tiên mình cảm nhận được chính là nó nhẹ. Nó là một chiếc máy 16 inch nhưng mà nó chỉ có 1 kg thôi, và mình gần như là không có cảm giác là mình đang bỏ máy tính vào trong ba lô đằng sau. Và cái quãng đường di chuyển của mình thì nó rất là thoải mái, nó không có bị đau lưng, nó không có bị đau vai. Thì thực sự đó là trọng lượng là một cái điều đầu tiên mà mình ấn tượng với LG Gram 16. So với thời điểm cách đây nửa năm và thời điểm bây giờ thì cái ấn tượng đó của mình nó vẫn không hề thay đổi tí nào cả. Theo cái lịch trình ngày hôm đó của mình thì đó là một cái ngày mà mình khá là bận rộn. Mình phải quay video, mình phải viết bài, mình phải chụp hình cho tinh tế bình chọn cũng như là những cái sự kiện khác, những cái bài khác của mình. Thì đang ngồi làm việc buổi sáng như vậy, bạn Tiến gọi mình ra cà phê để nhờ mình chụp hình cũng như là edit hình ảnh cho bạn Tiến trong cái bài review sắp tới của bạn. Thì do là cái khối lượng công việc của Tiến nó cũng khá là nhiều, và cái bài review đó thì chỉ có 2 ngày nữa là deadline thôi, cho nên là Tiến không kịp xử lý. Và ok, đồng nghiệp với nhau mà, thì dĩ nhiên là mình nhận lời và mình giúp đỡ bạn Tiến. Nói sơ với anh em một chút về cái cấu hình của con LG Gram 16 mà mình đang xài. Nó sử dụng CPU Intel Core i7-1165G7 4x8 luồng. Đây là một con CPU rất là phổ biến của Intel ở cái phân khúc Ultrabook. Xung nhịp boost tối đa lên tới là 4.8GHz. Và cái chiếc laptop mình xài nó có dung lượng RAM là 16GB LPDDR4X và cái nhân đồ họa là Iris Xe. Đối với những cái công việc mà chỉnh sửa hình ảnh hay là chụp hình đó, đây là một cái công việc nó rất là cơ bản của một mod tinh tế tụi mình phải làm, mà tụi mình đã làm nó trong suốt những cái năm vừa qua. Và cái ngày hôm đó mình ra cà phê mình chụp hình cho Tiến đó, thì mình dùng một cái máy chụp hình medium format và nó có độ phân giải là 100 megapixel, cho nên là mỗi cái tấm hình mà mình chụp ra thì nó sẽ có cái dung lượng trung bình vào khoảng là 150 MB cho đến là 200 MB. Cũng như là mình chụp hình RAW để có được cái nhiều cái chi tiết nhất, nhiều cái thông tin nhất. Khi mà mình chụp hình cho Tiến xong á, mình bỏ vào Lightroom và mình chọn ra khoảng 30 tấm hình RAW để mình import vào. Cái thời gian lúc mà import vào thì nó hơi lâu một xíu, nhưng mà sau khi import vào rồi thì mình chỉnh sửa cũng như là mình edit, mình review nó rất là mượt mà và rất là dễ dàng. Nó không có gặp những cái hiện tượng gì. Cái cấu hình của LG Gram 16 nó vẫn có thể đảm đương được cái công việc này.
Do một phần CPU, còn một phần nữa là do nó có một cái dung lượng RAM dồi dào là 16GB, cũng như là nó sử dụng RAM dual channel, cho nên cái bus RAM rất là cao, và khi mà chúng ta import hình vào thì nó kết hợp với lại CPU, nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu suất tương đối là ổn định. Thì do là mình sử dụng hình RAW và mình chụp từ một cái chiếc máy chụp hình mà mỗi tấm hình nó dung lượng nó rất là cao. Còn đối với anh em nào mà chụp từ những cái chiếc máy khác, anh em import vào, cái dung lượng nó không quá lớn thì dĩ nhiên là nó vẫn có thể đáp ứng được tốt cho công việc của anh em. Rồi với những cái dòng laptop mới sau này như là cái chiếc LG Gram 2021 thì có một cái tiêu chuẩn mà mình nghĩ rằng anh em nên quan tâm, đó là cái chuẩn Intel Evo. Thì anh em đừng nghĩ rằng Intel Evo nó chỉ là một con tem để dán lên máy đâu, mà Intel Evo nó chính là một cái bảo chứng những cái chiếc máy khi mà sản xuất ra phải đạt được những cái tiêu chuẩn nhất định gì đó của Intel. Và với Intel Evo sẽ giúp cho cái chiếc máy đó nó đáp ứng cái nhu cầu của người dùng cao hơn cái mức bình thường. Ví dụ như là phải chơi được game ở cái độ phân giải là Full HD với cái mức khung hình là 60fps, hay là nó phải có một cái sử dụng pin ít nhất là 9 tiếng, hay là nó phải mở máy được từ cái chế độ sleep là dưới 1 giây, cũng như là cái màn hình của nó phải đạt cái độ phân giải tối thiểu là Full HD. Thì em thấy rằng là những cái tiêu chuẩn Intel Evo rõ ràng nó không phải là một cái tiêu chuẩn gì đó nó mơ hồ, mà nó sẽ là một cái bảo chứng để cho anh em yên tâm hơn và tin tưởng hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Quay lại với Tín, sau khi mà mình lựa chọn ra những cái tấm hình, mình edit xong, mình gắn watermark, mình export cho Tín xong xuôi hết tất cả mọi thứ, và nó khá là mượt mà trong suốt khoảng thời gian mà mình edit hình ảnh. Và cái thời lượng sử dụng pin, cái mức mà tụt giảm pin mà mình kiểm tra được đó là nó tụt vào khoảng 10-15%. Dĩ nhiên là khi mà ở nhà trước khi mình đi thì mình đã sạc máy nó đầy 100% rồi. Trong cái quá trình mà tụi mình ở ngoài quán cà phê để làm việc thì những anh em đi chung với mình nói rằng là sao cái màn hình của cái chiếc laptop LG Gram 16 này nó sáng và nó tươi thế. Cá nhân mình cũng thấy như vậy, bởi vì theo cái thông số mà LG đưa ra thì cái độ sáng của chiếc LG Gram 16 nó là hơn 300 nits, nó cao hơn khá là nhiều so với lại cái chiếc LG Gram 14 mà mình đã từng dùng trước đây. Rõ ràng chúng ta thấy là nó có một cái sự chênh lệch về độ sáng giữa những cái phiên bản LG Gram khác nhau. Mà sẵn nói về màu sắc đó, thì mình thấy rằng là LG hay là những cái chiếc laptop LG Gram nó là một trong những cái chiếc laptop có cái màn hình đẹp nhất trên thị trường mà mình đã từng dùng qua. LG là một cái hãng sản xuất màn hình rất là nổi tiếng, rất là xịn, và những cái sản phẩm như là TV hay là màn hình máy tính đã là một minh chứng rõ nét cho cái chất lượng hiển thị của cái tấm nền LG. Và với LG RAM thì nó không phải là ngoại lệ. Với cái độ bao phủ màu ở cả ba dạng màu sRGB, Adobe RGB và DCI-B3 rất là cao trên cái dòng RAM 16, nó gần như đạt mức tối đa 100%. Cho nên là những anh em nào làm việc về đồ họa, làm việc về thiết kế cần có sự chính xác màu sắc cao thì màn hình của LG Gram là một trong những sự lựa chọn lý tưởng. Và cái sự thay đổi về các cái sắc tố màu sắc khác nhau khi mà anh em làm việc trên những cái sản phẩm của anh em á, thì anh em cũng sẽ nhận ra nó cách dễ dàng hơn, để cho những cái sản phẩm mà anh em làm ra nó có một cái độ chính xác cao nhất và nó có một cái chất lượng là cao nhất. Quay lại với câu chuyện của mình thì đang chỉnh sửa hình ảnh như vậy thì mất trí muốn quay một cái video nhỏ để đăng lên Tin Tế Phắc để khoe về một cái món đồ mà mình mới vừa mới mượn được. Và ok, mình giúp mod chỉ quay cái video cũng như là mình edit video trực tiếp trên cái chiếc LG Gram 16 luôn. Và mình edit video ở cái độ phân giải là Full HD 30 frame, cũng như là mình add thêm những cái effect chỉnh chống rung rồi cắt ghép này nọ thì LG Gram 16 nó vẫn đáp ứng tốt. Và ở đây mình nhận ra một điều rằng là những cái bạn nào làm về truyền thông á, làm về marketing hay post những cái clip lên Facebook, lên Instagram, lên TikTok á, thì cái chất lượng cũng như là cái khả năng edit video của LG Gram 16 nó vẫn đáp ứng tốt. Đó chính là nhờ vào cái nhân đồ họa Iris Xe, nó khá là mạnh mẽ của Intel. Và cái nhân đồ họa này nó đã được chứng thực qua cái việc chúng ta có thể chơi game rồi, thì cho nên là những cái công việc đòi hỏi về hình ảnh, chỉnh sửa, edit video thì dĩ nhiên nó vẫn làm tốt. Rồi, do là tụi mình ngồi ngoài trời nắng để làm việc trong một thời gian rất là dài và cái chiếc máy nó phải hoạt động một cách liên tục, cho nên là mình bắt đầu cảm nhận được máy nó nóng lên. Nó là cái cục mà phía trên bàn phím nơi mà LG trang bị cho nó những khe tản nhiệt. Nhưng mà do là LG Gram nó được hoàn thiện bằng cái hợp kim nhôm và magie, và
theo như những hình ảnh nội thất mà mình thấy được ở trên internet thì nó có những cái khoảng trống rất là lớn, và do đó nó có thể tản nhiệt một cách hiệu quả. Cho nên là mình chỉ cần cho máy nó nghỉ ngơi một xíu thì máy nó sẽ nhanh chóng trở lại cái nhiệt độ ban đầu, cái nhiệt độ mà ở trong ngưỡng chấp nhận được là khoảng vào 45 đến 50 độ C. Tuy nhiên lúc này pin nó sẽ có cái dấu hiệu là sụt giảm nhanh hơn bình thường. Đây là một cái điều rất là dễ hiểu, bởi vì khi mà nhiệt độ cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời lượng sử dụng pin. Cho nên là đây cũng là một cái điểm mà anh em hết sức lưu ý khi mà dùng máy ngoài trời nóng nhé. Ok, và sau khi mà tụi mình outside làm việc xong, tới trưa thì tụi mình quay về công ty để ăn cơm cũng như là nghỉ ngơi. Bình thường buổi trưa khi mà ăn cơm thì mình sẽ coi video, coi phim nhẹ nhàng. Mình đang có một cái bộ phim mà trên Netflix khá là hay, và trưa ăn cơm ở công ty thì mình coi phim đó. Nhưng mà cứ nghĩ là mình sẽ có một cái buổi trưa thoải mái sau khi một cái buổi sáng làm việc đi ra ngoài trời nắng nóng, thì Mod Khang lại muốn mình chơi game. Mod lại rủ mình bắn CSGO, bởi vì trong công ty mọi người đồn mình bắn CSGO hay lắm, mà Khang thì nó không tin, cho nên là nó muốn tỉ thí với mình. Ok, thì nếu mà Khang muốn thì mình chịu thôi. Mình không có một cái chiếc laptop gaming thực thụ, trong khi mình thấy Khang có một cái chiếc laptop gaming khá là ngon, cấu hình mạnh. Nhưng mà mình biết rằng là cái chiếc LG Gram 16 với cái tiêu chuẩn Intel Evo và cái nhân đồ họa Iris Xe, nó vẫn có thể chơi game ở cái độ phân giải Full HD với mức khung hình là 60 FPS. Cho nên là mình không ngần ngại chấp nhận cái lời thách đấu của Khang. Sau cái quá trình mình chơi thì cuối cùng Khang cũng phải thừa nhận là mình là một người bắn CSGO cũng khá là ghê. Mặc dù mình chỉ dùng LG Gram thôi, nhưng mà mình đã chiến thắng được Khang sử dụng cái chiếc laptop gaming cấu hình rất là mạnh mẽ. Thì từ đó anh em thấy rằng là máy mạnh nó không ảnh hưởng đến cái trình độ, mà là do cái khả năng chúng ta chơi nó như thế nào. Trong quá trình mà mình chơi game trên LG Gram 16 thì dĩ nhiên là mình phải cắm sạc, bởi vì laptop Windows mà cắm sạc thì chúng ta mới cho cái hiệu năng tốt nhất. Và quá trình mình chơi CSGO thì LG Gram nó vẫn đáp ứng khá là tốt. Cái mình muốn nhấn mạnh đó là Intel nhấn rằng với cái nhân đồ họa Iris Xe hay là với cái tiêu chuẩn Intel Evo thì chiếc máy đó nó có thể chơi game ở độ phân giải Full HD với cái mức khung hình là 60. Và khi vào game thì mình chỉnh cái mức setting từ low cho đến medium ở một số những cái setting. Thực sự thì mình chơi game mình đã đạt được cái con số là 60 FPS, cộng với cái màn hình 16 inch rất là lớn, rất là đẹp nữa, thì chơi game rất là thoải mái. Hơi tiếc một điều là LG Gram nó chỉ có cái tốc độ làm tươi là 60Hz thôi, chứ nếu mà được trang bị 120Hz thì mình nghĩ là nó còn sẽ tuyệt vời hơn nữa. Sau khi mình chơi game xong thì mình tiếp tục với công việc của mình vào buổi chiều. Thì mình đang có một cái bài viết chia sẻ tư vấn anh em mua TV LG theo cái dạng là bài viết tương tác. Và để làm được cái bài đó thì trước hết mình phải ngồi lại, mình mind map lại tất cả những cái dòng TV LG mà họ đã ra mắt trong năm vừa qua, từ cái dòng giá rẻ nhất là NanoCell cho đến cái dòng cao cấp nhất là dòng OLED hay là Mini LED. Và sau khi mình mind map xong thì mình phải viết script đó, mình phải viết những cái dòng lệnh để nó hiển thị lên cái trang chủ tinh tế. Cái quá trình đó thì cái màn hình 16 inch của LG Gram lúc này nó được thể hiện cách trọn vẹn. Màn hình đẹp là một chuyện rồi, nhưng mà do nó có một cái viền rất là mỏng và cái không gian hiển thị nó tỷ lệ 16:10, cho nên là khi mình chia cửa sổ, vừa mind map, mình vừa tìm hình ảnh, mình vừa tìm thông tin để mình hệ thống lại, cũng như là vừa viết script và Photoshop luôn, để cho tổng thể mình có một cái bài viết nó hoàn hảo nhất để gửi đến anh em. Và tất cả những công việc đó mình dùng một cách liên tục từ chiều cho đến khi mình ăn xế luôn, tức là khoảng 4 giờ chiều đó. Và suốt cái quá trình đó mình làm việc thì cái chiếc máy nó vẫn cho mình hiệu suất rất là tốt. Cái màn hình lớn nó làm cho mình rất là sướng khi làm việc. Cái chiếc máy trước đây mình dùng, máy chính của mình á, nó chỉ có 13 inch thôi, nó rất là nhỏ. Còn khi mình chuyển qua chiếc máy 16 inch thì cái không gian nó lớn hơn rất là nhiều. Và trong quá trình làm việc chợt nhận ra rằng cái touchpad LG Gram 16 nó rất là to, cái không gian của nó rất là lớn, mình có thể di chuột một cách rất là thoải mái, mình không cần dùng đến chuột ngoài luôn. Mình là một người không ưa ngồi một chỗ quá lâu, khi nào mình ngồi trong phòng mình chán thì mình đi ra ngoài, ra cà phê, mình ra ngoài ban công trước mình ngồi, mình ra sân mình ngồi cho nó thoải mái, thay đổi không gian làm việc. Và rõ ràng cái tính thực dụng và cái trọng lượng nhẹ đó, cũng như là cảm giác cầm nắm
dễ di chuyển của LG Gram, nó là một cái điểm khiến cho mình hài lòng. Bàn phím cũng là một cái điểm rất là tốt, cái keycap nó được làm to hơn và nó được làm phẳng, cũng như là cái hành trình phím nó sâu hơn và cái khoảng cách giữa các phím nó không còn quá xa như là cái chip LG Gram 14 nữa, cho nên là mình không mất thời gian để mình làm quen với cái bàn phím của LG Gram 16. Với một cái chiếc bàn phím thì cái trải nghiệm gõ nó là cái thứ quan trọng nhất, và may mắn là LG Gram 16 nó không bị cái tình trạng đó. Đối với cái bài tư vấn chọn mua TV LG đó thì mình mất khoảng 3 ngày trời để làm, và hơn 50% cái khối lượng công việc cho cái bài đó thì mình sử dụng cái chiếc LG Gram 16. Và mình thấy rằng là những anh em coder hay là những anh em lập trình viên cần phải code nhiều, cần phải làm về lập trình nhiều, máy ảo, làm data này nọ các kiểu, thì do là nó có một màn hình lớn nè, nó có một cái cấu hình vừa đủ nè, dung lượng RAM dồi dào, cũng như là cái bàn phím tốt, đặc biệt là bàn phím, thì nó sẽ giúp cho cái trải nghiệm khi mà code của anh em nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Buổi chiều sau khi anh xế xong thì mình sực nhớ ra mình còn một cái project video mình chưa có edit, cũng như là còn một cái bộ hình bài trên tay nữa mình chưa có làm, và nó còn nằm trong ổ cứng á, cho nên là mình tiếp tục cái công việc đó vào buổi chiều. Cái ổ cứng mình sử dụng á, nó có giao thức là USB 3.2 Gen 2, tốc độ là 10 GB, còn LG Gram 16 nó có cái cổng Thunderbolt với cái băng thông là 40 GB, cho nên là cái quá trình mà mình copy dữ liệu từ cái ổ cứng qua cái chiếc laptop của mình với dung lượng tổng là khoảng 80 GB thì rất là nhanh. Dĩ nhiên là không phải lúc nào anh em cũng cần đến một cái băng thông lớn của cổng USB-C Thunderbolt, nhưng mà khi mà anh em cần hay là khi mà anh em chuyển những cái file lớn, copy những cái file nặng, thì anh em sẽ thấy được rằng là cái băng thông lớn, cái tốc độ nhanh thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của chúng ta đi hơn rất là nhiều, và cái công việc của chúng ta nó cũng sẽ trôi chảy hơn. Rồi sau khi mình về nhà, về nhà là khoảng 10 giờ tối, và mình là một cái người mà có thể nói là có thể làm việc ở mọi lúc mọi nơi, mà mình về nhà rồi mà mình vẫn làm việc tiếp, và mình chợt nhớ ra rằng là trong suốt một ngày hôm đó mình dùng LG Gram rất là nhiều, một cách liên tục và gần như là không cho máy nó nghỉ ngơi một chút xíu nào cả. Cái nhu cầu của mình thì cũng khá là nặng, và những cái chiếc Ultrabook bây giờ nó không còn yếu như là những cái chiếc Ultrabook ngày xưa, nó cách đây 3-4 năm thì nó yếu thiệt, nhưng mà ở thời điểm hiện tại với cái cấu hình hiện tại, do cái sự tối ưu tốt của Intel, của AMD, của Microsoft, của tất cả mọi thứ, nó sẽ giúp cho tổng thể cái chiếc máy của chúng ta, cái hiệu năng nó được boost lên rất là nhiều. Và lúc này chúng ta có thể thấy được rằng không phải lúc nào chúng cần một cái chiếc laptop cấu hình thật là khủng ở bên cạnh để có thể giải quyết được tất cả những nhu cầu công việc. Bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào là đem dao mổ trâu đi cắt cổ gà cả. Chúng ta phải xác định rõ cái nhu cầu sử dụng của chúng ta, và cái chiếc laptop tốt nhất chính là cái chiếc laptop nó đáp ứng cho cái nhu cầu công việc của chúng ta một cách hoàn hảo nhất. Và LG Gram đã làm được điều đó đối với mình, và mình thực sự hài lòng với những cái gì mà LG Gram đã thể hiện trong những ngày mà mình dùng nó như là một chiếc máy chính. Và thực sự là mình đã quên luôn cả cái chiếc máy tính của mình, cái chiếc máy tính chính mà mình dùng từ trước đến nay, bởi vì LG Gram đã làm quá tốt. Pin là cái yếu tố cuối cùng mà mình muốn đề cập với anh em trong cái bài chia sẻ này. Bởi vì á, thời lượng sử dụng pin của LG Gram từ trước đến nay đã luôn rất là tốt đó, và nó đã được minh chứng qua rất là nhiều cái thế hệ LG Gram từ khi nó bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Và mình khá là bất ngờ khi mà cái dung lượng pin của LG Gram rất là lớn, nhưng tổng thể chiếc máy là rất là nhẹ và rất là mỏng, trong khi cái thời sử dụng pin nó vẫn có thể đáp ứng cho mình trọn vẹn trong một ngày 8 tiếng mình làm việc đó. Và khi mình về nhà thì mình vẫn còn pin để mình xài tiếp cho đến khi mà mình đi ngủ thì mình cắm sạc. Và qua tất cả một ngày mình làm việc với LG Gram 16 thì đúc kết lại tất cả, thì mình thấy rằng là LG Gram nó không chỉ đóng khung là một cái chiếc laptop Ultrabook mỏng nhẹ hay là yếu đuối, mà nó thực sự là một cái chiếc máy có cái hiệu suất rất là tốt, nó rất là thực dụng, và cái thời lượng pin rất là trâu. Nó sẽ đủ để cho những anh em làm về tech hay là những anh em dân công nghệ hardcore lựa chọn làm cái chiếc máy chính phục vụ cho cái nhu cầu công việc hàng ngày của mình. Ok, và anh em nghĩ sao về LG Gram 16? Và anh em nghĩ sao về cái công việc một ngày của mod tinh tế vào cái thời điểm cuối năm, thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như thấy video này hay, đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế, và mình là Nhà Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.